Xin chào cả nhà. Hôm nay thì trong cái chuyến đi săn lan rừng ở Kon Tum thì bà con có tìm thấy một cái lô lan hài cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mọi người xem cái này, cây thân lá to xanh mướt. Đây là cái giống lan hài với cái mặt hoa rất lạ mọi người nha. Cây khi nở thì cho ra cái bông hoa giống như là quả táo vậy. Chính vì vậy thì nó được gọi với cái tên là hài táo. Và đây khi mà nhìn cái mặt hoa của cái cây hài táo này thì mọi người có thể thấy là cái phần cánh vây với hai cánh vai ha, cánh vây nó nhìn giống như một cái quả táo xanh, còn hai cái cánh vai hai bên thì lại giống như quả táo đỏ. Thì thành ra nhìn phía xa xa giống như là một cái chùm quả táo với màu xanh màu đỏ lẫn lộn nhau, nhìn khá là hay mọi người nha. Và cái tên gọi trong tiếng Anh của cái cây lan hài táo này nó cũng có chữ apple luôn mọi người, cũng liên quan tới táo, gọi là một phần nào đó về cái hình dạng bông hoa khiến người ta gọi với nó với cái tên là hài táo rồi ha. Rồi, và đây là một cái giống lan hài quý của rừng Tây Nguyên. Cụ thể là ở rừng Kon Tum mọi người nha, cụ thể bà con tìm thấy rừng Kon Tum. Và hôm nay thì em có chia ra làm một số phần đồng giá với nhau, giá 100.000 thôi mọi người, được một cái phần nó tầm cỡ 7-8 cây á. Chung về mọi người có thể là trồng ra 7-8 chậu, hoặc bác nào anh chị nào có một cái chậu lớn chúng ta trồng chung thì lúc nở hoa sẽ rất là đẹp. Cây này thường nở hoa vào cái dịp xuân Tết rồi mọi người ha, mùa chính của nó. Và đợt này thì bà con đi hái được một cái lô mà nó có rất là nhiều cái cây nó to khỏe mọi người. Đây nè, có thậm chí có một số dê nó đang có nụ luôn mọi người nha. Đấy, rồi cứ một phần là 100.000 thôi mọi người, phí ship chắc tầm cỡ 30.000 nữa do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Thì nếu mà anh em chưa có cái giống lan hài quý của rừng Kon Tum Tây Nguyên này thì mọi người có thể sưu tầm nhé. Cây rất dễ thân, dễ sóc thôi mọi người. Khi mà các bác chị về, chúng ta có thể là trồng vào những cái chậu gồm giá thể như là vỏ thông nhỏ nè, trộn với giấm đen sợi nè, trộn với sơ dừa là được, là có một cái giá thể trồng rất tốt nha. Em hay trồng cái giá thể này thì em cảm nhận là cây nó phát triển rất là ổn khỏe ha. Ngoài ra thì có một số anh em thì người ta có thể là trồng bằng than trộn với cát, hoặc là có một số bác trồng đá thấm thủy rồi đá bột rồi đá gạch nung, rồi nói chung là nhiều kiểu trồng lắm. Cây này thì trong môi trường tự nhiên nó thường hay bám trên những cái vách đá hoặc là trên những cái lớp mục của lá rừng á. Chính vì vậy thì về hình thức trồng thì nó có nhiều kiểu trồng và nó cũng rất dễ trồng, dễ sống rồi nha. Rồi đó, thì em có ít phần đây thôi, nói chung cây mới rừng về nên cũng rất xanh tươi. Thì anh em nếu mà muốn sưu tầm luôn thì có thể liên hệ với em nhé. Đợt này cây khá to, mọi khi thì thường là cây nhỏ thôi, nhưng mà đợt này về thì được một lô đa phần các cây nó to nó khỏe. Rồi xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Các bác chị sưu tầm thì cứ báo em nhé, giá là 100.000 một phần thôi mọi người nhé. Mọi người có thể là gọi chọn số phần theo số thứ tự, hoặc là muốn mua bao nhiêu phần thì cứ báo em thôi. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại cả nhà.